Anh thấy em lên hình có chuyên nghiệp không? Em á, em á. Ờ, chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ha anh ha. Mà em tới đây để coi tivi hả? Ôi, con trai, con tới rồi hả? Tôi giới thiệu với mọi người, đây là Thanh Tùng, con trai của tôi. Và cũng bắt đầu từ hôm nay sẽ trở thành bác sĩ của bệnh viện chúng ta. Mày hù tao hả? Mình đừng có làm cái gì hết đó. Ở đời có ác giả ác báo, sẽ có nghiệp quật. Con đó rồi thế nào đó cũng bị vũ trụ và thần linh trừng trị nó. Cho nên chúng ta cứ ngồi im để vũ trụ trừng trị nha. Mẹ không có gì ngoài hai món quật này, sợi dây chuyền với lại chiếc máy ảnh cho con. Con nhớ giữ kỹ nha. Dạ mẹ, con sẽ giữ thật kỹ. Mẹ, mẹ, mẹ. Kiếm chồng cho mẹ chồng, mẹ ưng ai con tìm ngay để kiếm chồng cho mẹ chồng. Cậu